Em xin chào tất cả các bác anh chị thích hoa lan anh chị ha. Thì trong video lần này em sẽ hướng dẫn cho anh chị về cách kích hoa lan Tết anh chị ha 2019 trên diện rộng nha anh chị. Đối với một số cây dễ kích giống như là dendro hay là vũ nữ, một số cây thông dụng để mình chơi anh chị ha. Còn mấy video chuyên sâu thì em sẽ phỏng vấn trực tiếp mấy anh hoặc mấy chuyên gia, mấy nhà vườn lớn để cho họ có nhìn chuyên sâu hơn là đối với mấy cây khó ra. Còn về trên mấy cái dòng thông dụng thôi nha anh chị, giống như cây dendro nè, mình để hoài nó không ra, dendro màu hay là dendro nắng hay là vũ nữ anh chị ha. Cách là da thì em cũng đã làm một số video trước rồi, thì cái này là để góp phần vô bộ sưu tập kiến thức về kích hoa Tết năm nay. Thì anh chị ha, em cũng xin góp một số kiến thức nhỏ để cho anh chị, nhưng lưu ý nha anh chị ha, anh chị có thể áp dụng ngay từ thời điểm này để cho thử coi nó có ra hay không. Qua tới tháng 11 âm lịch thì anh chị hãy kích mấy cái dendro là nó kịp anh chị ha. Hoặc sâu xíu nữa 15 ngày hoặc rằm âm lịch của tháng 11 thì chị có thể kích để thử. Tại vì dendro nó cũng khoảng tầm một tháng mấy sau khi kích thì nó sẽ cho ra nụ anh chị ha. Nhất là dendro màu mấy số dòng đó, thì giờ em sẽ chia sẻ anh chị một số kiến thức như sau anh chị ha. Và ngay sau đây anh chị những thứ chuẩn bị em sẽ hướng dẫn cho anh chị ha. Ra ba vòi luôn anh chị ha. Hiện tại dendro ra khá là nhiều, mà dendro là dòng thông dụng nhất trong dịp Tết này anh chị ha. Thì một số anh chị đã mua hàng về dendro á, thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị về cách kích hoa dendro này để cho nó dài cành cũng như là nó có thể ra hoa nha anh chị ha. Thì đầu tiên thì anh chị để cho cái cây này ra hoa, dendro này ra hoa chị, thì anh chị nếu mà cái cây này anh chị sử dụng nhiều cách hết rồi nhưng mà nó vẫn chưa ra vòi á, thì anh chị di chuyển nó, thay vì thí dụ anh chị đặt ở chỗ này đã lâu rồi nhưng mà nó không ra hoa anh chị ha, thì anh chị vui lòng giúp dùm em á, anh chị chuyển ra chỗ nắng hơn chút xíu, là nắng sáng anh chị và ứng dụng theo công thức sau đây anh chị ha. Thì anh chị đầu tiên là anh chị di chuyển một số chậu ra khỏi chỗ cố định của nó thường ngày và di chuyển ra nơi cái ánh sáng nhiều hơn một chút anh chị ha, ánh sáng nắng buổi sáng á. Thứ hai nữa là anh chị cũng sau khi kích này á, thì anh chị cứ tưới nước sương cho nó vào buổi sáng thôi anh chị, đừng tưới đẫm anh chị ha. Đây là cái công thức mà em đã ứng dụng thành công và em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách như sau nha anh chị ha. Thì đầu tiên là anh chị chuẩn bị dùm em là một gói phân, là 10, 52, 17 anh chị ha. 10, 52, 17 chỉ số lân là khá là cao để cho anh chị có thể kích hoa. 10, 52, 17 là chuyên chỉ mấy cây giống như trên lời quảng cáo thì chuyên chỉ mấy cái cây mà lì bông á anh chị, thì anh chị có thể sử dụng cái này. Thì anh chị sử dụng giúp em là sử dụng là đối với cây bình thường á anh chị, cây nhỏ anh chị ha, cây nhỏ là sao thí dụ một số cây nó khoảng chừng 4-5 giả hành thì anh chị sử dụng 2 gram thôi. Nếu mà cây lớn bự thiệt bự á, cây thì nó cao khoảng gần 1 mét mà giả hành của nó, thân của nó 10 mấy thân á, thì anh chị sử dụng 3 gram anh chị ha. Thì anh chị pha trên 1 lít nước, anh chị phối lại giúp em anh chị ha là phân GB nè, là anh chị phối lại là 1 cc nữa, là tổng chạy như là 1 cc phân GB anh chị ha, với lại 2 gram phân 10, 52, 17 anh chị tưới vào buổi sáng giúp em anh chị ha. Thì sau khi một số cách làm chuyển ra hướng nắng, tưới ít nó hơn, thì anh chị cứ sử dụng cách này và em thử nghiệm thì nó đã ra vòi anh chị ha. Một số cây nó ra là khá là đẹp đó, như anh chị đã thấy anh chị ha, ra khá là nhiều. Và vũ nữ á, thì anh chị cũng phải kích cái chiêu này cũng được anh chị ha. Thì để cho nó ra vòi á, thì vũ nữ nó cũng có thể ra được anh chị. Thì đây là cái công thức áp dụng, anh chị có thể áp dụng một số cái thôi anh chị ha. 10, 52, 17 á, thì có rất là nhiều công thức. Tuy nhiên mà em thấy khi mà phối với GB á, 1 cc anh chị cứ thử 1 cc GB với lại 2 gram 10, 52, 17 anh chị ha. Thì khi mà anh chị thấy nhú vòi á, anh chị đừng có đi cái này nữa, nhú vòi là đã kích thành công rồi. Khi mà nhú vòi á, anh chị đừng có đi phân lân với kali cao nữa mà đi ngược trở lại là 20 đều anh chị ha, để cho đạm á, đạm ở đây nó có để nó hình thành cái cành hoa của nó anh chị, nó được cứng hơn anh chị ha. Giống như ở đây thì khi mà anh chị sử dụng đạm ít quá anh chị, thì anh chị cứ để cho cành hoa này nó dài cái cành hơn và nó sẽ không nó bị gãy cành hoặc là cành nó ngắn anh chị ha. Bởi vì cấu trúc của mấy cái cành hoa nè là đạm anh chị ha. Thì một số anh chị sử dụng hiện nay mà đã kích hoa thành công rồi vẫn tưới 6, 30, 30 á anh chị, thì cái cành hoa thì đôi khi một số cây á, thì nó không đủ độ đạm thì cành hoa nó ngắn và nó dễ gãy hơn là do cây nó mất lượng đạm anh chị ha. Thì anh chị có hỏi là việc mà đi 20 điều lại sau khi mà kích đã thành công bằng cái chiêu là 10, 50, 17 á, thì việc đi 20 điều cân bằng lại á, thì đủ sắc tố này để cho cái màu hoa lên màu. Tại vì lúc ra hoa thì cây cần lân với kali cao không anh chị ha. Thì em nghĩ rằng là chỉ số 20 điều thì nó cũng giúp lân với kali đủ chất dưỡng chất để lân và kali nó hình thành lên một số màu hoa ở trong cây anh chị ha, và giữ hoa lâu tàn hơn. Bởi vì anh chị cứ nghĩ là chỉ số 20 điều là hình thành rồi thì anh chị cứ tưới sau khi ra hoa, sau khi kích bật nhảy cựa như thế này đây thì anh chị cứ tưới là cho nó là 20 điều 4 ngày một lần, liều lượng là 2 gram anh chị ha, 2 gram trên 1 lít nước. Và anh chị cũng có thể pha với 1 cc phân GB này vô nữa để cho giúp cho nó ổn định cây hơn và nó dưỡng cây hơn anh chị ha. Thì trước đó thì mình đã kích bằng 10, 52, 17 rồi, lân với kali cũng có chỉ số lân khá là cao anh chị ha. Thì để mình cân bằng lại thì anh nghĩ là 20 điều là biện pháp tốt nhất anh chị. Và anh chị cứ yên tâm về việc cây nó có đủ lân và kali để hình thành màu hoa, để hình thành sắc tố cũng như là mùi thơm hay không anh chị. Vì trước đó mình sử dụng là chỉ số là 52 rồi, với lại mình giờ đường đi 20 điều nữa thì nó cân bằng hơn, thì nó cũng có 20 điều lân, 20 điều kali rồi, để cho đủ sắc tố nó cũng làm lên cái cành hoa của mình đẹp nha anh chị ha. Và nếu mà nó thơm, đối với một số dòng dendro thơm anh chị hoặc phụ nữ thơm thì nó gồng lại 20 điều thì cái cành hoa này nó sẽ cứng cáp hơn nè anh chị ha, và nó sẽ đủ độ đạm để nó hình thành lên cái xơ trong cái cành hoa này anh chị ha. Thì tóm lại một lần nữa thì ý em muốn nói ở đây là như thế nào về cái chiêu kích hoa này. Ý em muốn gửi gắm đến anh chị về việc kích hoa Tết năm nay á, mình không những chú ý đến lân và kali mà mình còn chú ý ở độ đạm nữa. Thì khi mà hình thành đúc kết lại á, hình thành cái mầm hoa thì anh chị bổ sung dùm em lại là khi mà nhú cựa rồi anh chị đi chiêu là 20 điều anh chị ha, hoặc 21 điều cũng được, là 21 điều là phân Thái Lan hiện nay, và anh chị đi 20 điều để cho cái cành hoa của nó được chắc chắn hơn và cứng cáp hơn, để trong những mấy ngày lễ Tết mình có thể chơi là gió anh chị, nó không bị giòn và cái xơ này nó dài hơn. Đây cũng là một yếu tố giúp cành hoa dài hơn và nó sẽ lâu tàn hơn ha anh chị ha. Thì em xin nhắc lại, bước 1 mình dời cái cây anh chị ha, dời cái cây ra khỏi cái chỗ cố định của mình. Đối với một số cái cây mà áp dụng hồi nãy giờ em nói không được thì anh chị vui lòng anh chị dời ra chỗ nắng sáng giúp em hơn chút xíu nha anh chị ha. Và anh chị tưới nước sương nó vào buổi sáng thôi. Rồi bước thứ 2 là anh chị sử dụng chiêu là 10, 52, 17 đây, 10, 52, 17 như thế này. 10, 52, 17 anh chị pha là 2 gram đối với cây bình thường anh chị, cây bự thì 3 gram phối với lại 1 cc phân GB anh chị ha. Anh chị xịt vào buổi sáng, cứ 4 ngày anh chị xịt một lần anh chị ha. Anh chị xịt một lần vào buổi sáng, và sau đó khi mà nó hình thành mầm hoa, cái cựa hoa bắt đầu nhú lên như thế này đây, đó là mình kích đã thành công hả anh chị ha. Thì anh chị lại bổ sung anh chị ngừng cái chiêu mà 10, 52, 17 lại thay thế 10, 52, 17 bằng phân 20 điều của NPK hoặc 21 điều cũng được. Anh chị phối với phân GB, cứ là đi 2 gram phân 20 đều cộng với 1 cc GB, cứ thế để cho 4-5 ngày một lần thì cũng được, cho đến khi hoa tàn anh chị ha. Thì khi mà hoa tàn nó nở hết trên đây thì để dưỡng cho cây dendro không bị suy anh chị ha. Thì anh chị thấy một số cái cây nó bắt đầu, thí dụ ở đây là mốt nó rụng là sẽ rụng 1 là 2, 3, 4, 5 mà anh chị thấy còn chỉ còn 1-2 cành bông ở trên đây nữa thôi, 1-2 bông trên đây thì anh chị cắt giúp em anh chị ha, cắt để dưỡng cho cây, chứ anh chị đừng có để cây mà nó rụng bông hết giờ anh chị mới cắt cành bông thì tội nghiệp cái cây, nó suy cây lắm anh chị ha. Thì chế độ dưỡng cây sau khi đó thì anh chị có thể bổ phân trùng quế vô anh chị ha, phân trùng quế vào mấy gốc cây để cho đạm cái hữu cơ của anh chị nó bổ sung lại, nó thuận hòa lại so với phân hóa học mà mình kích trước đây nha anh chị ha. Thì phân trùng quế hiện tại là dưỡng cây rất là tốt nha anh chị ha. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Nếu mà anh chị có thắc mắc gì về việc kích hoa thì anh chị cứ để lại bình luận dưới đây, hoặc là góp ý cho em về cái phương pháp này có nào hay hơn, hoặc chỉnh sửa cho em điều gì thì anh chị cứ để lại bình luận, và bên em sẽ phản hồi lại anh chị hoặc làm video gửi lên anh chị trong thời gian sớm nhất anh chị ha. Còn bây giờ em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ. Và em xin nhớ lưu ý anh chị một lần nữa là anh chị ngay thời điểm này anh chị cứ thử nghiệm trên một số cây anh chị ha. Mini Yaya hoặc là dendro rẻ tiền để anh chị sử dụng. Và còn một điều lưu ý đặc biệt nữa, anh chị hạn chế sử dụng trên số lượng nhiều cây anh chị ha. Sử dụng 1-2 cây coi được không? Dạ hãy sử dụng nhiều da anh chị ha. Và đặc biệt cây phải đủ tuổi nha anh chị, áp dụng cho cây đủ tuổi. Thí dụ như cây thế này đứng ngọn thì anh chị có thể kích hoa được. Còn một số cây như thế này dendro như thế này anh chị kích hoa không được anh chị ha, tại vì nó còn đi ngọn và là còn kia con. Giống như một số cái này nó không phát triển lá hơn ra nữa nè, anh chị cứ kích bụi lùm xùm nè, đi 3 gram anh chị cứ kích cho nó anh chị ha. Và đây là một số cây đã kích thành công anh chị ha, đó nó ra một cách nó hai vòi luôn đó, ra rất là nhiều thì áp dụng thành công. Và cây này cũng đang lên vòi anh chị, áp dụng thành công thì em chia sẻ với anh chị ha. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều, hẹn gặp lại anh chị những video sau.